Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thanh Nguyễn Hải Dương. Hôm nay buổi chiều chủ nhật ngày 14 tháng 10 năm 2018, Thanh Nguyễn rất mừng được đón bác Tảo ở Kiến Thụy, Hải Phòng. Bác Tảo Hải Phòng vượt khoảng 100 cây số lên công ty thủy Thanh Nguyễn mua sắm cho mình một bộ karaoke thiết bị nhất, đó là DK-X6 huyền thoại, tiếng cực lực từ 19 Hồng Công Hoàng, chiếc lớn, tức là rất lớn, đẹp mắt, sang trọng. Và bác lấy một cục đẩy có tên là LA550, chơi quá mạnh. Anh có rẻ mức 1 giờ chơi bát sung, một chiếc ba lưng tiếng IP 100 của Việt Nam. Đó là viên ngọc với đông mà anh Nguyễn ca ngợi, tỏa sáng trên bầu âm nhạc. Và đây hôm nay là phiên bản mới nhất, có tem chống hàng giả và một chiếc vang cơ có tên là CA sau KTV8 có cổng quang. Trong này nhà xuất thực hợp luôn thì vào đó nhá, chống hú cực tốt và giọng ca phiêu lãng, nhạc hay, đây là khối nhạc. Đây là chỉnh phần âm của mic, đây là hiệu ứng của mic, to nhỏ nhạc, to nhỏ mic, quá chất luôn. Ca sĩ thì chúng biết đang hát cái âm vật và đóng gói. Đây chính là bác Đảo, bắt tay bác Đảo Hải Phòng đấy. Đâu rồi nào, tay em ấy trên đoàn gặp kỷ niệm. Tại nhà là 14.800.000 đồng, không mic 14.800.000 đồng, gồm là DK, chiếc lồng tiếng, một chiếc vang cụ đẩy. Quá tuyệt vời, với một bộ hát lắp lại nhà 14.800.000, quá tuyệt vời.